Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Phong Thủy Tuệ Khanh. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Tuệ Khanh sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. 1. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 10 âm lịch, cấm kỵ bốc bát hương. 2. Những ngày tốt đẹp nhất để bốc bát hương, bốc lại bát hương trong tháng 10 âm lịch. 3. Những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào không dùng được những ngày tốt này. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt đời. 5. Nghi lễ, văn khấn và những thứ cần thiết để bốc lại bát hương. Đó là 5 nội dung chính mà Phong Thủy Tuệ Khanh sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, bốc bát hương được xem là biểu tượng của nền văn hóa tâm linh, là phong tục tập quán đặc sắc và lâu đời của người Việt. Phong tục này được dân tộc Việt coi trọng, giữ gìn bằng tất cả sự tin yêu và tôn kính. Trong mỗi tháng đều có những ngày tốt đẹp để bốc bát hương và thực hiện nghi lễ thờ cúng. Ngoài ra, khi gia đình chuyển sang nhà mới hay lập bàn thờ mới như bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài, bàn thờ Phật, bàn thờ táo cũng cần chọn ngày tốt để bốc bát hương cho được chỉn chu và trang nghiêm. Trước khi bước vào xem ngày tốt để bốc bát hương trong tháng 10 âm lịch, quý vị hãy dành ra 30 giây để tìm hiểu đúng về nghi lễ cũng như những thủ tục cần thiết khi bốc lại bát hương trên bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài, bàn thờ Phật, bàn thờ mẹ Quan Âm. Thưa quý vị và các bạn, bát hương là nơi kết nối giữa con cháu trên trần thế với người cõi âm. Đây cũng là nơi để thể hiện tình cảm biết ơn, kính trọng đối với các bậc tiền nhân, cũng như những vị thần linh đang cai quản, chăm sóc gia đình. Vì thế, việc bốc bát hương mới là điều tối quan trọng khi bài trí bàn thờ. Trước khi bốc bát hương, gia chủ cần phải kiểm tra kỹ xem đã đủ đồ bốc bát hương chưa. Bộ bốc bát hương, ngoài bát hương thì cần phải có 7 thứ sau. 1. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ, bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hộp phách, ngọc trai và đá mã não, là pháp bảo cúng dường cho Phật Thích Ca khi Ngài giáng thế. Thất bảo là bảo vật lưu giữ lời nguyện cầu của gia chủ, đồng thời cũng là pháp bảo giúp bát hương có được linh khí, giúp trấn áp tà ma ngoại đạo xâm phạm vào ban thờ nhà mình. 2. Trò nếp. Trò nếp là thứ không thể thiếu được khi bốc bát hương. 3. Gạo vàng thần tài. Đây là pháp khí chiêu tài và kích hoạt ngự khí cho bát hương, giúp cho bát hương trở nên ấm cúng và linh ứng hơn. 4. Ngũ vị hương. Giúp tẩy uế, trừ tà cho bát hương và bàn thờ, từ đó khiến cho bàn thờ được thơm tho, sạch sẽ và phòng thờ sẽ ấm cúng hơn. 5. Tờ di hiệu là pháp khí, là nơi để ghi linh vị của bát hương của người cần thờ cúng. 6. Giấy trang kim, sử dụng để gói thất bảo, giúp cho thất bảo tụ khí tốt hơn và đồng thời cũng để bảo vệ thất bảo không bị cháy trong trường hợp bát hương bị hóa. 7. Bộ văn khấn tôn cấp lập thờ, thủ tục bốc bát hương kèm theo những lưu ý quan trọng khác. Đó là những thứ cần thiết không thể thiếu khi bốc bát hương mới hay bốc lại bát hương cũ. Các vật phẩm bốc bát hương cần được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi sử dụng. Khi được khai quang và xem ngày sử dụng đúng theo tuổi của gia chủ thì vật phẩm mới phát huy được công năng tốt nhất. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0989 349119 để được tư vấn về việc lập bàn thờ, chọn ngày tốt cũng như các thủ tục và văn khấn để lập bàn thờ. Việc thờ cúng là điều hết sức quan trọng, vậy nên quý vị cũng hãy hết sức cẩn thận và trịnh trọng, không được làm qua loa cho xong. Sau khi chuẩn bị xong những đồ vật cần thiết để bốc bát hương, chúng ta bắt đầu vào tìm ra những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 10 âm lịch để bốc lại bát hương cho được hanh thông và may mắn. Việc chọn ngày tốt để bốc bát hương không giống như những ngày khác, vì nó thuộc phần nghi lễ, tế lễ nên nó sẽ có những quy định riêng. Để chọn ngày tốt bốc bát hương, tôn cập lập thờ, chúng ta căn cứ vào Hứa Chân Quân Ngọc Hạp Ký để lựa chọn ra những ngày tốt nhất bốc bát hương mới, cũng như bốc lại bát hương trong tháng 10 âm lịch, cụ thể như sau. Ông Hứa Chân Quân thấy người đời tác phúc thì nguyện, bái biểu thượng trương, làm chay, có người được phúc, có kẻ bị tội, tai họa, Có nhà, lễ cầu đảo lại, sinh ra họa phá tận con cháu. Như vậy là tại sao? Vì thế, ông Hứa Chân Quân đã sát trong bản án thiên tào thì thấy chỉ vì những kẻ tầm thường, không biết chọn ngày mà trung tiến tổ tiên, không biết những ngày nào trong vòng 60 của lục giáp, tuần trong các vì sao, hoặc ở đại phủ, hoặc ở nhân gian, dĩ trí phạm phải mà con cháu phải chịu tai họa như vậy. Vì thế, Ngài Chân Quân mới chép rành rẽ làm quyển ngọc hạp để cho những vị pháp sư, đạo sĩ, nhân dân mỗi khi có việc tế tự, cầu thần, lễ Phật, bốc bát hương, tránh được những ngày thiên cách, thần cách, quỷ cách trong vòng 60 lục giáp tuần chung ấy, thì tự nhiên biết được những điều cát hung. Thưa quý vị, tháng 10 âm lịch năm 2022 nhâm dần, bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 dương lịch đến ngày 23 tháng 11 dương lịch. Tháng 10 là tháng Tân Hợi, là tháng đủ có 30 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Hợi, ngày 30 là ngày Canh Thìn. Trong tháng 10 có hai tiết khí là Lập Đông và Tiểu Tuyết. Bước vào nội dung đầu tiên, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 10 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát, tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt để bốc bát hương. Để lựa chọn ra những ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tính, những xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 10 âm lịch. Những ngày xấu trong tháng 10 cần tránh, bao gồm những ngày sau. Ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ là những ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 10 là những ngày Dậu, bao gồm các ngày 11 là ngày Tân Dậu và 23 là ngày Quý Dậu. Những ngày này ta kiêng kỵ tuyệt đối, không làm việc gì. Ngày xấu thứ hai cần tránh đó là ngày Thọ Tử. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Thọ Tử là những ngày Thân, bao gồm có 2 ngày là ngày mùng 10 Canh Thân và ngày 22 là ngày Nhâm Thân. Hai ngày này cũng kiêng không làm việc gì. Ngày xấu thứ ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Nguyệt Phá. Trong tháng 10, ngày Nguyệt Phá là những ngày Tỵ, bao gồm 2 ngày, ngày mùng 7 Đinh Tỵ và ngày 19 Kỷ Tỵ. Ngày này chỉ dùng cho việc chặt cây, phá rỡ nhà cửa, không nên dùng cho việc gì khác. Ngày xấu thứ tư cần phải loại bỏ là ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Trong tháng 10, ngày Thiên Địa Chuyển Sát là ngày mùng 2 Nhâm Tý và ngày 26 Bính Tý. Ngày xấu thứ năm cần tránh đó là ngày Tam Nương. Ngày này chủ về sự đổ vỡ, phá hoại nên cần phải tránh, kiêng kỵ mọi việc không làm. Trong tháng 10, ngày Tam Nương bao gồm những ngày sau. Ngày mùng 3 là ngày Quý Sửu, mùng 7 Đinh Tỵ chung với ngày Nguyệt Phá, ngày 13 là Quý Hợi, ngày 18 là ngày Mậu Thìn, ngày 22 là ngày Nhâm Thân chung với ngày sát chủ và cuối cùng là ngày 27 là ngày Đinh Sửu. Đó là 6 ngày Tam Nương cần tránh, kiêng kỵ mọi việc. Ngày xấu thứ 6 cần kiêng kỵ đó là ngày Nguyệt Kỵ. Ngày này cũng kỵ mọi việc. Trong tháng 10, ngày Nguyệt Kỵ bao gồm những ngày sau. Ngày mùng 5 là ngày Ất Mão, ngày 14 là ngày Giáp Tý và cuối cùng là ngày 23, ngày Quý Dậu. Ngày xấu thứ 7 cần kiêng kỵ. Ngày xấu thứ 7 cần kiêng kỵ là ngày Con Nước. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Con Nước là ngày 11 Tân Dậu và ngày 25 là ngày Ất Hợi. Ngày xấu thứ 8 cần kiêng kỵ là ngày Dương Công Kỵ. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Dương Công Kỵ là ngày 23, là ngày Quý Dậu chung với ngày Nguyệt Kỵ. Đó là 8 ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ, vì những ngày này chủ về phá bại và tan vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự việc và gây tổn hại về tài sản cũng như tính mạng của gia chủ. Bước sang nội dung thứ hai, tìm ngày tốt nhất trong tháng 10 âm lịch. Sau khi loại bỏ những ngày xấu, chúng ta sử dụng đồng công trạch nhật để tìm ra những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc thầy chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ với số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Hứa Chân Quân Ngọc Hạp Ký, cát hung từng ngày trong việc bốc bát hương trong tháng 10 âm lịch như sau. Ngày mùng 1 Tân Hợi, chư thần tại thiên, nếu lễ bái Hà Bá Dạo Lộ tạm tốt, còn tiến biểu trương thì lại bị tai họa rất xấu. Ngày mùng 2, Nhâm Tý và ngày mùng 3, Quý Sửu, lễ bái rất xấu vì các vị thần ở thiên cung. Ngày mùng 4, Giáp Dần và ngày mùng 5, Ất Mão, chư thần ở nhân gian địa phủ, lễ bái cầu phúc, mọi điều đều tốt cả, nhưng do ngày mùng 5 phạm nguyệt kỵ nên ta không dùng. Ngày mùng 6, Bính Thìn, ngày mùng 7, Đinh Tỵ, ngày mùng 8, Mậu Ngọ và ngày mùng 9, Kỷ Mùi, chư thần tại thiên, 4 ngày này tế tự rất xấu. Ngày 10, Canh Thân, ngày mở đường ngũ phúc cửa trời, mở rộng nếu tế lễ làm chay thượng bửu, được phúc 100%, rất tốt, nhưng do ngày này phạm ngày thụ tử nên cũng không dùng được. Ngày 11, Tân Dậu, chư thần Hầu Ngọc Hoàng sai xuống nhân gian địa phủ, nếu lễ bái tế sự rất xấu. Ngày 12, Nhâm Tuất, ngày 13, Quý Hợi, là ngày lục thần cùng nhật, nhân gian cầu phúc, phạm phải sẽ bị cô quả bần cùng, 100 việc đều không lợi, rất xấu. Ngày 14, Giáp Tý và ngày 15, Ất Sửu, các thần đều ở dưới đất, nếu ai lễ thánh cầu thần, cầu tự, cầu phúc thì được phúc 100%, nhưng ngày 14 này phạm vào ngày nguyệt kỷ nên không dùng được. Ngày 16, Bính Dần, nhật trừ tại thiên, thần ở trên trời, nếu ai lễ bái cầu phúc, tế tự thần núi sông, chiêu hồn, thay mệnh thì chiếu tai họa, không nên dùng. Ngày 17, Đinh Mão, 18, Mậu Thìn, 19, Kỷ Tỵ, mọi thần ở tại đất, 3 ngày này rất tốt, nếu lễ bái, thượng biểu thứ tự chiều hôn, bái mệnh, lập đàn, làm chay, cầu con cái được phúc 100%. Duy có ngày 18 phạm Tam Nương và ngày 19 phạm vào Nguyệt Phá nên không dùng được. Ngày 20, Canh Ngọ và 21, Tân Mùi, chư thần ở trên trời, 2 ngày này không nên tế tự lễ bái gì cả. Ngày 22, Nhâm Thân, mọi thần đều ở trên trời rồi lại xuống địa phủ, nếu ai tế tự cầu phúc, dâng sớ, bái chương, cầu trai, xin gái, thụ phúc 100%. Ngày này bị phạm Tam Nương và cũng là ngày thụ tử nên cũng cần phải kiêng kỵ. Ngày 23, Quý Dậu, tế tự thần Hà Bá, Thủy Quan thì tốt, còn các việc lễ bái khác đều xấu. Ngoài ra, đây còn là ngày sát chủ và nguyệt kỵ nên cực xấu. Ngày 24, Giáp Tuất, ngày 25, Ất Hợi, các thần ở trên trời, không ở nhân gian địa phủ, chỉ nên làm những việc lễ bái nhỏ như lễ cầu yên, nhưng lễ vào giờ Thìn thì tốt, ngoài ra thì xấu. Ngày 26, Bính Tý, 27, Đinh Sửu, 28, Mậu Dần, 3 ngày này rất xấu, không nên lễ tế vì chư thần phá thiên tào, vận của Ngọc Hoàng Tây, Hà Tiểu, Thạch Sao trực ngạn, cho nên ai lễ bái cầu phúc, tai chiêu, tai họa, hại người tốn của. Ngày 29, Kỷ Mão, 30, Canh Thìn, các thần tại địa phủ, nếu ai cầu phúc thì lợi ích cho con cháu được vinh hoa phú quý, vì ngày này là ngày sinh nhật của vị thiên thánh được sinh là tốt. Như vậy là chúng ta đã xét xong những ngày trong tháng 10 âm lịch và tìm ra được 9 ngày tốt lành nhất để bốc bát hương, tôn cấp lập thờ. Nội dung tiếp theo chúng ta cùng xét xem những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào và tuổi nào dùng thì sẽ được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Ngày mùng 4 Giáp Dần, kỵ những người tuổi Thân, hợp với những người tuổi Hợi, tuổi Ngọ, tuổi Tuất và những người có thiên can Giáp, Tân, trừ tuổi Giáp Thân 1944 và 2004. 2. Ngày 15 Ất Sửu, kỵ những người tuổi Mùi, hợp những người tuổi Tý, Dậu, Tỵ và những người có thiên can Giáp, Mậu, Canh. 3. Ngày 17 Đinh Mão, kỵ những người tuổi Dậu, hợp với người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can Ất, Nhâm, Quý, trừ tuổi Quý Dậu 1993, Ất Dậu 1945 và 2005. 4. Ngày 29 Kỷ Mão, kỵ những người tuổi Dậu, hợp với những người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can Ất, Nhâm, Quý, trừ tuổi Quý Dậu 1993, Ất Dậu 1945 và 2005. 5. Ngày 30 Canh Thìn, kỵ những người tuổi Tuất, hợp với những người tuổi Dậu, Thân, Tý. Như vậy, chúng ta đã xét xong những ngày tốt bốc bát hương trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 có rất nhiều ngày tốt cho quý vị lựa chọn. Hy vọng qua video này sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm cho mình những ngày tốt đẹp như ý, giúp quý vị chủ động tiến hành mọi việc được hanh thông thuận lợi. Quý vị cần tư vấn thêm về những ngày tốt, hãy comment ở bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.